Câu 5, đề 12, thực chiến đề lý. Thực hiện giao thoa với hai nguồn AB cùng pha và cách nhau 25 cm. Gọi Y là trung điểm của AB. M thuộc AB cách Y một khoảng 4 cm, nằm trên vân cực đại. Gọi M và Y. Giữa M và Y còn có 3 điểm cực đại khác. Số đường cực đại giữa hai nguồn AB bằng. Thì các ta có này. Trên cái đường thẳng nối hai cái nguồn sóng. Trên đường thẳng nối hai nguồn sóng thì khoảng cách giữa hai cực đại là bao nhiêu nhỉ? Lambda trên 2 đúng không? Mà họ bảo là giữa M và Y còn 3 điểm cực đại khác thì ta suy ra MI bằng 4 lambda trên 2 và bằng 2 lambda. Từ đó ta suy ra lambda bằng 2, đúng chưa? Đúng không các em? Rồi. Thì số đường cực đại trong giữa hai nguồn A và B bằng bao nhiêu? Thì ta có này. Anh có N nó bằng gì nhỉ? 2 nhân với L trên lambda cộng 1 và nó bằng 2 nhân với 12 cộng 1 và bằng 25 điểm. Chọn ý D. Chúc em học tốt.